For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất chúng tôi vừa cập nhật. Khách quốc tế đến Việt Nam vượt xa mục tiêu, nhưng chỉ bằng 70% trước dịch. Với 1,4 triệu lượt khách du lịch quốc tế trong tháng 12 đã góp phần đưa tổng lượng khách quốc tế Việt Nam đạt 12,6 triệu lượt, cao gấp 3,4 lần so với năm trước. Theo Tổng cục Thống kê công bố ngày 29 tháng 12, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 12 năm nay đạt gần 1,4 triệu lượt người, tăng 11,2% so với tháng trước và tăng 93,9% so cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm, du lịch Việt Nam đón được 12,6 triệu lượt khách quốc tế, con số này gấp 3,4 lần năm trước, vượt xa mục tiêu 8 triệu khách. Tuy vậy, Tổng cục Thống kê đánh giá số lượng này mới chỉ bằng 70% năm 2019, năm chưa xảy ra dịch COVID-19. Trong tổng số 12,6 triệu lượt khách quốc tế, khách đến bằng đường hàng không đạt gần 11 triệu lượt người, chiếm 86,9% số lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Khách đi đường bộ đạt 1,5 triệu lượt người, chiếm 12,1% và gấp 4 lần. Riêng khách đến bằng đường biển tăng mạnh nhất đạt 126.100 lượt người, chiếm 1% và gấp 40,2 lần. Xét về cơ cấu du khách quốc tế, châu Á là khu vực đóng góp lượng khách lớn nhất tới Việt Nam với hơn 9,78 triệu người, gấp 3,8 lần năm trước. Khách đến từ châu Âu đạt 1,459 triệu người. Khách đến từ châu Mỹ đạt 903.800 lượt người. Khách đến từ châu Đại Dương đạt 428.100 lượt người. Hàn Quốc là thị trường gửi khách hàng đầu đến Việt Nam với số lượng khách tăng trưởng đều theo từng tháng và đạt gần 3,6 triệu lượt khách cả năm. Trung Quốc là thị trường khách thứ hai với gần 1,75 triệu lượt khách. Dù vậy, thị trường truyền thống này mới đạt tỷ lệ phục hồi là 30%. Các thị trường khách lớn khác gồm Đài Loan, Trung Quốc đạt hơn 851.000 lượt khách, Mỹ đạt hơn 717.000 lượt khách, Nhật Bản hơn 589.500 lượt khách. Tiếp đến là một số nước trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia, Campuchia. Trong nhóm khách đến Việt Nam hàng đầu, thị trường Nhật Bản chỉ đạt mức 62% so với trước dịch. Thị trường Nga cũng giảm mạnh, chỉ bằng 19% so với năm 2019. Ở chiều ngược lại, số lượt người Việt Nam xuất cảnh đạt 5 triệu, gấp 2 lần năm trước. Theo Hiệp hội Du lịch Việt Nam, khách Việt Nam đi ra nước ngoài nhiều nhất là đến Thái Lan với khoảng hơn 1 triệu lượt người. Tiếp theo là hơn 536.800 lượt khách đến Nhật Bản, vượt năm 2019, cao nhất từ trước tới nay. Lượng khách du lịch nội địa cả năm ước đạt 108 triệu lượt người, vượt 5,8% so với kế hoạch ban đầu. Năm 2023, du lịch Việt Nam bùng nổ, cán đích sớm so với mục tiêu 8 triệu lượt khách và vượt luôn mức 12 triệu khách điều chỉnh sau đó. Ngoài chính sách visa mới, hấp dẫn du khách quốc tế hơn, trong năm qua, cũng đánh giá Việt Nam trở thành điểm đến của nhiều sự kiện, show nhạc quốc tế. Tác động của concert không chỉ thể hiện tại địa điểm tổ chức, mà du khách tham dự còn lên kế hoạch tham quan các địa điểm lân cận khác và đóng góp cho nền kinh tế địa phương, thông qua chi tiêu cho chỗ ở, ăn uống, mua sắm và giao thông vận tải. Tuy vậy, những con số bùng nổ chưa phản ánh hết được sức khỏe của ngành. Hệ sinh thái ngành du lịch vẫn chưa hồi phục tương xứng, nhiều khách sạn, điểm đến du lịch vẫn còn chưa hoạt động đạt mức công suất như kỳ vọng. Số nhà hàng dịch vụ đóng cửa hay hoạt động cầm chừng vẫn còn nhiều. Theo đánh giá của các chuyên gia, năm 2024, ngành du lịch hoàn toàn có thể thực hiện được con số 14-15 triệu lượt khách nếu không có vấn đề bất ngờ phát sinh. Những thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy like, share và subscribe kênh News 247 để không ngừng cập nhật những thông tin thời sự mới nhất trong nước và quốc tế. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.